các anh, các chị và các cô, đây là câu hỏi của em. Thưa các anh sát, và em cũng muốn hỏi một câu hỏi là tại sao ở trên thế giới tất cả các nước mà phát triển nhất hiện tại bây giờ thì cái tỷ lệ là có cái tài khoản cuộc đời nó lại là rất là lớn, từ 1 đến 4 cái tài khoản cuộc đời cho một người. Còn ở Việt Nam thì cái tỷ lệ này nó lại quá ít. Nó chỉ có 10 đến 12% hiện tại. Thì bây giờ em muốn hỏi làm thế nào để mình có thể phá được cái băng này tại Việt Nam? Tài khoản cuộc đời. Dạ, chính xác ạ. Em muốn hỏi về tài khoản cuộc đời của mỗi con người. Nhưng mà họ cũng khiến cái hệ thống ngoài gọi là bảo hiểm và bảo hiểm
mạng xã hội nói chung ấy, và bảo hiểm nhân thọ nói riêng, nó là một hệ thống gần bắt buộc, rất là strictly bắt buộc các bạn phải mua, không thể khô được, ít thì nhiều thôi. Bởi vì sao? Nếu như mà cái số lượng người mua người dùng đủ ấy, thì nó là gánh nặng. Như bảo hiểm xã hội Việt Nam hiện nay đang là gánh nặng, bảo hiểm y tế Việt Nam đang là gánh nặng, đang thâm hụt ngân sách, đang bị lỗ rất nhiều vì là số người mua thì ít, mà số người dùng thì là nhiều, đúng không? Bệnh tật rất là nhiều, cho nên đấy là một gánh nặng sâu. Vậy cho nên là cái này thì nói thôi, tôi nói vui vậy thôi, nhưng rõ ràng là để hiểu rằng là cái công ty bảo hiểm nhân thọ vào Việt Nam đang rất nhiều công ty rồi, đúng không? Gần như là những cái tên tuổi nào lớn trên thế giới là đều có mặt Việt Nam hết. Cho nên là tôi không biết chính xác con số 10-12% của bạn có phải là chính xác hay không, nhưng mà nếu như giả sử con số đó chính xác thì rất đáng mừng rồi, là vì chứ như vậy các bạn có tới hàng mười mấy triệu người mua bảo hiểm nhân thọ rồi, tốt quá thì đúng không? Đúng rồi, tốt.